Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Xin chào mọi người. Mình là Hoàng Nguyên đây. Rồi các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ có một thử thách dành cho ba thí sinh của mình nhá. Hôm nay là mình sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn mọi người ạ. Chỉ với 10k mọi người nhá. Chỉ với 10.000. Đấy. Thì hôm nay có sự có mặt của bà Béo này, Yêu này và chú Tiến mọi người nhá. Thì mình sẽ cho mỗi người 10.000 tự đi mua đồ ăn và tự nấu ăn với chỉ 10.000 thôi mọi người nhá. Hiện tại đó. 10.000 có làm được không thì nấu được cái gì hả mọi người? Rồi à, tùy nhá. Mọi người gợi ý cho mình với, có làm được không? Có phải không? Làm được, làm được. Rồi rồi, hiện tại thì mình trên tay mình đang có 30.000 mọi người nhá. 30.000 thì mình sẽ cho Yêu 10.000 này, bà Béo với Yến cùng đi chợ xong làm mua mỗi người 10.000 nhá. Xong này đấy nhá mọi người nhá, 20.000 không được à, mua thừa nhá mọi người nhá. Bà Béo chung nhau rồi. Ba ngày hôm nay thì 10.000 thì Yêu này, bà Béo này, bà chú Tiến này sẽ phải nấu ăn, xong là mình sẽ là người chấm điểm mọi người nhá. Mình sẽ làm sao để mà chấm được công tâm nhất mọi người ạ. Giờ ba người thắng cuộc ngày hôm nay thì mình sẽ cho là phần thưởng là 3 triệu mọi người nhá. Rồi à, bây giờ thì bà Béo, Tiến với Yêu đi mua đồ ăn nhá. Rồi, đi chợ. Rồi. Em cho làm mọi người một lát nữa mọi người nhá. Trong quá trình bà Béo này, Yêu với chú Tiến đi chợ mua đồ ăn thì mình xin giới thiệu các mặt hàng bên mình đang bán mọi người nhá. Đấy, ai có nhu cầu ủng hộ mình thì liên hệ mình mọi người nhá. Đây, hiện tại các sản phẩm mình đang bán như là thịt trâu gác bếp này, thuốc bổ tăng cân. Thuốc bổ tăng cân này nó không có tác dụng phụ gì, không có chất bảo quản gì nên mọi người yên tâm sử dụng mọi người nhá, không lo gì về sức khỏe cả. Nó là thuốc bổ để giúp mọi người hấp thụ thức ăn và giúp mọi người ăn ngon ngủ ngon thôi mọi người nhá. Đấy. Nó là những các loại thuốc bổ luôn đấy. Các loại thảo dược mọi người nhá. Đây. Xong mình có cả lúa tre tự bóp mọi người nhá, lúa tre tự nhiên. Đấy, bóp thủ công rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây, bó như này mà bó này là 10 lôi mọi người nhá. Bó ha. Nói chung là bó 25.000. Đấy. Có cả ớt ngâm này, nước mang chua này, chẩm chéo. Chẩm chéo thì mọi người từng biết rồi, mọi người từng mua về nhiều rồi. Đấy, ăn rất là ngon luôn, chấm thức ăn rất là ngon. Hiện tại các mặt hàng này mình đang bán đều đều mọi người nhá, bán hàng ngày luôn. Đấy. Ai có nhu cầu là hàng thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0843 000977. Số điện thoại mình sẽ ghi ở video mọi người nhá. Thì trong các bếp thì mình đang bán cân là 650 thôi, mình đang có giá khuyến mại nhé mọi người nhá. 650 chỉ một cân thôi. Ai nhanh thì còn mà muộn chậm thì hết mọi người nhá. Đây, chẩm chéo thì mình đang bán là lọ 50.000 và mình sẽ miễn ship khi mọi người mua từ 5 lọ trở lên. Kể cả ớt ngâm cũng thế mọi người nhá. Ớt ngâm cũng là lọ 50.000 giống như chẩm chéo luôn. Mọi người muốn chấm thức ăn thì mọi người phải lấy quả ớt này ra từ 5 đến 6 quả giá ra, giá nhuyễn ra thì mình chấm thức ăn rất là ngon. Hoặc là ăn kèm với bún phở nhá mọi người nhá. Rồi, công dụng của nước mang chua là mình nấu canh cá này, với làm gỏi hoa quả này, làm món gỏi cá này, ăn cá nhảy cũng được mọi người nhá. Rồi, mình có lúa xào, lúa ăn mọi người nhá. Đây, cũng làm bằng tre luôn. Thuốc bổ tăng cân. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ mình nhá. Rồi, hiện tại thì Yêu với bà Béo với chú Tiến đã đi chợ về mọi người nhá. Và mình sẽ xem để Yêu với Tiến và bà Béo mua được những gì mọi người ạ. Rồi, Yêu hôm nay mua gì nào? Chào mọi người nhá. Hôm nay Yêu sẽ làm món trứng rán rau thối mọi người nhá. À, trứng rán rau thối à? Có vẻ hấp dẫn đấy nhá. Rồi. Đây. Tiếp theo đây. Mình đi mua 2 quả trứng này là 5.000. Mua thêm 5.000 rau thối nữa. Mình cũng gọi là khéo mồm nên xin được ít cộng hành. Rồi mọi người nhá. Hôm nay thì Yêu dùng 10.000 mua được 2 quả trứng này với ít rau thối với một tí hành là xin được mọi người ạ. Rồi, bên chú Tiến này mua được những gì nào? Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình đưa 10.000 đi mua thì mình mua 5.000 đậu này. Mình sẽ làm món đậu sốt mọi người ạ. Với cả còn 5.000 thì mình mua cà chua với cả hành hết 10.000 mọi người ạ. Rồi, chú Tiến sẽ làm món lọc phụ sốt cà chua đó. Rồi, còn bên bà Béo có những gì nào? Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình đi mua được kim châm mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm ớt nhồi kim châm nhá mọi người nhá. Mình mua nấm này hết
5.000 này, ớt 4.000 này, hành mình hết 1.000, thế là hết tiền mọi người ơi. Rồi, quá tuyệt vời mọi người nha. Rồi, hôm nay thì những thứ sinh của chúng ta đã mua được những đồ ăn rất là ngon luôn. Hứa hẹn sẽ có những món ăn rất là ngon mọi người nha. Mọi người cùng dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng nha. Và sẽ là người mua lò bếp 10.000 mọi người nha. Xem ủng hộ mặt mình nha. Ơi các bạn ơi, bây giờ món đậu sốt của mình thì mình sẽ trước tiên mình sẽ thái đậu ra trước nha mọi người nhá. Rồi nhìn miếng đậu 5.000 của mình đẹp chưa mọi người? Đấy. Mọi người thấy chưa? Mới thái ra thôi. Có vẻ uy tín đấy nha. Hôm nay chú Tiến làm có không biết có ra gì không mọi người nhá. Mới thái ra thôi mà nhìn đã ngon rồi mọi người ạ. Wow. Sốt thì mình hãy thái miếng nhỏ ăn nó dễ hơn mọi người ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thái cà chua nhé mọi người nhé. Thái cà chua mình phải lấy phần đầu nó ra mọi người ạ. Mình đi xào thì nó mới thơm. Đây, đây mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thái hành nữa nhá. Món của chú Tiến có vẻ giá gì đấy mọi người ạ. Thường thì món này rất là ngon luôn ấy, nếu mà biết chế biến nhá mọi người. Mọi người xem và ủng hộ mình nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu rán đậu phụ lên trước nha mọi người nhá. Mình đợi lửa một tí mọi người ạ, mình còn chưa cho mớ vào đấy. Đấy nha mọi người nha, mỡ của mình đã sôi nóng lắm rồi. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào nha mọi người nha. Rồi, xòe một phát mọi người ạ. Mình sẽ cho vào hết luôn nha mọi người nha. Ui, đấy. Đấy, thấy nó bắn chưa mọi người. Đấy, bây giờ mình chỉ đợi nó vàng rồi mình lật đi một lần nữa là được rồi mọi người ạ. Ôi mọi người ơi, mình cho vào ít mớ thế là nó hơi cháy. Nhưng mà không sao mọi người ạ. Tí nữa mình chỉ lật xong nữa là mình đợi nó một tí nữa là mình cho sốt cà chua vào luôn mọi người ạ. Rồi mọi người, đậu bắt đầu chín rồi nhé mọi người nhá. Khi cháy một tí nhưng mà cháy thì nó mới thơm mọi người ạ. Đây, bây giờ mình sẽ vớt lên này. Mình sẽ vớt lên rồi mình sẽ xào cà chua nữa.
Ôi nhỉ. Các bạn thấy có da gì không hả? Các bạn ơi, nhìn thì có vẻ ngon đấy mọi người nhỉ, nhưng mà ăn không biết có da gì không. Đấy. Xong rồi nhé mọi người nhé. Rồi, rồi. Rồi mình sẽ lấy mớ ở chỗ xào này luôn nhé mọi người nhé. Mình sẽ xào cà chua luôn nhé. Đấy, về một phát luôn mọi người ạ. Mình xào cà chua trước nhé mọi người nhé. Đấy nha các bạn nha. Bây giờ mình xào xong rồi, bây giờ mình sẽ cho đậu nhá mọi người nhá. Đây các bạn ơi, cái này. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ cho gia vị vào nhá. Mình cho một ít mì chính này. Nha các bạn ơi. Mình sẽ cho một ít muối nhá các bạn nhá. Xào thì mình cho ít thôi mọi người ạ, sợ mặn ý. Cho một ít súp này mọi người. Cho một ít nước tương này. Mình sốt thì mình cho ít thôi, không mặn mọi người ạ. Đấy, bây giờ đợi nó sôi lên đều thì mình sẽ cho hành vào mọi người nhá. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cho hành vào nhá. Rồi các bạn ơi, mình sẽ đảo đều lên này. Rồi xong rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ cho vào mâm rồi mình sẽ mang đi chấm điểm mọi người ạ. Hôm nay mình phải quyết tâm lấy được giải nhất mọi người ạ. Ôi nóng quá mọi người ạ. Rồi xong rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người có thấy da gì không mọi người ơi? Đây này mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi để cho anh Nguyên chấm điểm nhé mọi người nhá. Đây các bạn nhá. Trước tiên là mình sẽ rửa rau cho sạch đã nhá. Rồi rau thối, đúng là thối thật. Nhiều bạn cứ ngửi thấy rau thối thì mùi thối là không dám ăn, nhưng mà có bạn ăn xong thì lại bị nghiền đấy. Cái này là món rau thối rán trứng các bạn ơi. Đấy, không biết yêu nấu có ra gì không mọi người nhá. Bắt đầu lặt cái già đi nhá mọi người nhá. Chỉ lấy cái non của nó thôi. Cái này mà mình làm ăn chắc là cả làng nó biết đấy mọi người ạ. Cái mùi của nó ngậy lắm. Món này là món mà một người ăn mà cả vạn biết đúng không? Nói chung là món này nó thum thùm lắm mọi người. Cứ nấu lên là hàng xóm đều biết hết. Đấy, mọi người không tin thì cứ mua về ăn thử nhá. Nói chung là món này rất là ngon luôn đấy. Chỉ là mùi nó hơi thum thùm tí thôi. Mùi nó hơi thum thùm tí nhưng mà cái vị của nó thì lại rất là ngon nhá. Được ăn một lần rồi sẽ nghiện luôn đấy. Rồi, mình sẽ bắt đầu thái rau nhá mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ thái nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi. Thank you.
thái cho thêm ít hành nữa nha mọi người nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đập trứng vào nhá. Quả. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho muối mì chính vào nhá. Mọi người nhá. Xúc vào. Cho vào một ít xúc này. Ít một chính này. Thêm một ít muối nữa mọi người nhá. Rồi. Mình sẽ cho thêm nước tương một tí nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên nhá. Để nó ngấm hết các gia vị nhá. Chảo lên để mình rán trứng nha. Rồi bây giờ mình đợi cho nó hết nước đã mọi người ạ. Vừa nãy mình đi rửa chảo ấy, xong bây giờ nó còn nước ấy. Các bạn nha, mình sẽ cho mỡ vào nha. Rồi, xèo một phát thơm nhỉ. Rồi. Đợi mỡ tan rồi nha mọi người nha. Bây giờ mỡ đã tan rồi mọi người ạ. Mình sẽ cho trứng vào rán nha. Ê mọi người có thấy hấp dẫn không? Mình bắt đầu thấy thơm rồi đấy mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ lật lên nhá. Mọi người nhá, bây giờ là mình hình như mình cho ít mỡ quá hay sai mọi người ạ. Rồi hay bị cháy rồi mọi người ạ. Nhưng mà không sao mọi người ạ. Bị cháy một tí thì nó mới thơm mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nó chín nha mọi người nha. Đợi một tí. Xong nó chín thì mình sẽ vớt ra để đi chấm điểm. Em hôm nay mình có được làm qua đầu bếp không nha mọi người nha. Rồi chín rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ vớt ra để mang đi chấm điểm mọi người nha. Nồi xuống. Rồi nhìn ngon cho mọi người ơi. Thơm lắm mọi người ạ. Cái này sẽ rất là ngon đây. Mình sẽ mang đi để chấm điểm nhá mọi người nhá. Đây các bạn ơi,
mình sẽ làm nấm ma nhồi ớt cho mọi người nhá, nấm kim châm nhá. Bây giờ mình sẽ rửa trước này. Nhưng mà mình làm cái này thì mình sẽ nướng cho mọi người nhá. Đây này, trước tiên mình sẽ cắt ớt ra trước nhá. Đấy, phải lấy hạt nó ra này mới nhồi được này. Đấy, mình làm cái này có trông ngon không mọi người nhỉ? Chắc ngon lắm đấy, mình cũng được ăn nhiều, làm ăn nhiều rồi đấy, rất là ngon đấy mọi người nhá. Đấy, mình làm cái này hơi kỳ kèo một tí, mất thời gian nhiều một tí nhá. Ôi rồi, hôm nay sao mà nóng thế, chắc có mưa hay không đây, hôm nay rất là nóng luôn. Đấy, ớt mình làm xong nhá mọi người nhá, bây giờ mình sẽ tiếp tục rửa nấm nhá mọi người nhá. Đây, bây giờ mình sẽ rửa hành nhé mọi người nhá. Đây, ôi dồi ôi, rất là ngon luôn. Mình sẽ nhồi kiểu này thôi mọi người ạ. Còn nấm của mình sẽ xé ra nhé mọi người nhá, làm từng miếng nhỏ thế này thôi mọi người ơi. Ôi chà, đấy, cho mọi người xem đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn gia vị vào nhá, mình chính mới súp vào nhá mọi người nhá. Đấy, đủ gia vị thì mới ngon, thế mình mới nhồi. Đấy, mình không cho muối nữa, cho súp thôi. Đấy, mình chính thôi nhá. Đấy, mình sẽ làm thế này cho nó liều này, liều muối này mình chính mới ngon. Thôi, bây giờ mình bắt đầu nhồi nhá mọi người nhá. Đây, cho một ít tỏi này. Đấy, xeo không mọi người? Ôi trời ơi, này nếu quả ớt nhỏ thì làm hơi khó nhá mọi người nhá, phải quả ớt to thì làm mới dễ. Đấy, làm cái này hơi phức tạp một tí nhưng mà nó sẽ ngon hơn. Cho kèm hành như thế này mới thơm mới ngon. Có cả ớt nữa thôi rồi. Cái này ớt này là sở trường của mình nhá. Đây, bây giờ mình sẽ cho kẹp này nhá. Mọi người ơi, này, đấy. Đây mọi người ơi, mình bắt đầu sẽ vào nướng nhá mọi người nhá. Đây, cho vào nướng tí thì chín thôi mọi người ạ, chín nhanh thôi. Chắc là cuộc thi này mình dài nhất rồi, mình sẽ được dài nhất rồi. Món của mình nó món lạ mà. Mình nóng thế nhỉ. Tí là bắt đầu thơm ra đấy mọi người đấy, bắt đầu thấy thơm lên rồi đấy mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ cho một ít mỡ ra nhá, vôi một ít mỡ đen cho nó
thơm đấy. Ôi giời ơi. Đấy. Cái này thì mới ngon. Đấy. Bây giờ mình bắt đầu sẽ cho tương ớt vào nhé mọi người nhá. Cho nó lên màu. Cho nó đẹp. Cho nó thơm ngon hơn. Thơm ra rồi đấy. Cho nó liền màu cho đẹp. Vừa thơm vừa đẹp vừa ngon. Nóng quá. Ôi giời ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đợi một tí bắt đầu chín đấy mọi người ơi, chín rồi tí mình mang đi chấm điểm đấy mọi người, xem mình có làm được không nhá. Đấy, bắt đầu được rồi đây này. Đây các bạn ơi, nấu chín rồi nhá, mình nướng xong rồi, chín lắm, thơm lắm mọi người ơi. Đây nóng lắm. Ôi giời. Rất là nóng nhá. Thôi, mình làm xong rồi, mình mang đi chấm điểm đây. Đấy, xin chào các bạn nhá. Hiện tại thì Kiều này bảo kéo với chú Tiến là chế biến xong món ăn 10.000 mọi người nhá. Và hôm nay thì mình sẽ kiểm tra và sẽ là người chấm điểm luôn, trực tiếp luôn mọi người nhá. Đây. Đó, món của Yêu đâu nhỉ? Đây, món của Yêu đây. Đây, món là trứng rán rau thối. Rồi, trứng rán rau thối mọi người nhá. Đây. Nghe ủa, rất độc lạ. Nhìn rất là hấp dẫn đấy mọi người ạ, nhưng mà không biết ăn có ra gì đâu đây. Đấy. Mời huấn luyện viên. Khá là thơm nhé mọi người. Nói chung là lúc chế biến thì nó hơi thung thủng, nhưng mà chế biến xong thì nó rất là thơm mọi người nhé. Nhưng mà không biết ăn có gì không, có vừa không. Đấy. Thối quá mọi người ạ. Tôm thối thôi nhé mọi người nhé. Đấy. Món này thối quá. Vừa thối vừa thơm. Thơm. Ngon đấy mọi người ạ. Được. Món này nó có mùi vị của rau thối mọi người, mùi của trứng đó mọi người ạ, nó hòa quyện với trứng. Nói chung là món này được. Món của Eo hiện tại mình đang chấm cho là 9 điểm nha mọi người nha. Món này rất là ngon luôn, nhưng mà nói chung là không có, nói chung là cái này là món này là ngon thì ngon thật, nhưng mà ăn rồi ăn cái đi. Được, món này 9 điểm mọi người nhá. Rồi, món của chú Tiến mọi người nhá. Đây, món đậu sốt của mình em mọi người. Món sốt đậu mọi người nhá. Rồi. Món của Tiến này là hơi bị cháy nhá. Đây, miếng đậu phụ hơi bị cháy mọi người này. Hơi bị cháy nhưng mà nó thơm mọi người ạ. Này, được. Nhưng mà để xem ăn như nào đó mọi người nhá. Hơi bị cháy, đây hơi gì bị chê là hơi bị cháy một tí mọi người nhá. Đấy. Để xem mà có bừa gia vị không mọi người nhá. Nhìn cũng tương đối hấp dẫn đấy mọi người ạ. Rồi, mời mọi người nhá. Để mình thử nhá. Được, nói chung là gia vị thì gấp bừa muối vị trí đấy mọi người. Được. Nói chung là món này của Tiến là mình hơi bị chê là nó hơi bị cháy một tí mọi người nhá. Ăn là rất là ngon luôn mọi người ạ. Nói chung nấu 10.000 là được cái này được rồi mọi người ạ. Như Yêu cũng thế.
rồi, rất là ngon. Rồi bây giờ món của bà Béo rồi, rất là đẹp luôn mọi người nha. Món của Tiến là mình sẽ trừ đi hơi bị cháy là nó. Của Tiến là được 8 điểm mọi người nha. Wow. Hôm nay được 8 điểm. Rồi bây giờ là món của bà Béo mọi người nha, rất là hấp dẫn luôn. Rồi có vẻ ngon đấy mọi người ạ. Món này mình rất là thích ăn này. Rồi ủng hộ bà Béo nha. Rồi đây mọi người nha. Rồi rất đẹp luôn mọi người ạ. Rồi xem ăn có ra gì không mọi người nha. Rồi xem nào. Ôi dồi, cái này bị rơi ra luôn mọi người này. Tại rồi. Tôi rơi đây ra nó nóng quá, không cầm được đấy mọi người ạ. Ôi, để mình ăn thử nhé mọi người nha, xem nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rất là thơm. Được. Nhưng mà cái này hơi cháy một tí nha bà Béo nha. Còn này cái này là rồi món của bà Béo cũng rất là ngon mọi người nhá, nói chung là ngon, ngon rất là ngon luôn đấy. Nhưng mà bà Béo chế biến hơi bị lỗi một tí mọi người ạ, không được đẹp một tí, không được đẹp cho lắm, nên là món của bà Béo là sẽ bị trừ điểm mọi người nhá. Cái này đáng lẽ được 9 điểm nhưng mà mình chấm cho 8 điểm rồi. Hiện tại là món của nhau là được 9 điểm mọi người nhá. Đúng rồi, của bà Béo là được 8, với Tiến là 1 là 8 điểm. Thế là Tiến là người giải nhất mọi người nhá. Còn cuộc thi hôm nay thì sẽ có thưởng và sẽ có thua sẽ phải chịu phạt mọi người nhá. Mình sẽ phạt nhảy cóc 5 lần, 5 bọc sơn mọi người nhá, cho Tiến với bà Béo mọi người nhá. Xong lại Yêu sẽ được 3 triệu mọi người nhá. Rồi thua phải chấp nhận mọi người nhé. Rồi bây giờ cha đi xử Yêu với bà Béo cho mọi người ạ. Lần sau mình rồi lần sau mình chấp nhận thôi mọi người ơi. Và Tiến với bà Béo thưởng thức món của Yêu nhá, để xem có xứng đáng được giải nhất không mọi người nhá. Đấy nhá mọi người nhá, để mình thử xem nào. Nói chung rất ngon đấy mọi người ạ, nó mùi hơi thông thủng thôi nhưng mà lúc chế biến thôi nhá, mùi thối mọi người ạ. Thối mà thơm rất là ngon luôn. Kiểu là vừa thối vừa thơm ấy. Rồi ngon không? Phải. Được đấy nhỉ? Được đấy. Ăn nữa. Ngon đấy mọi người ạ. Rồi cứ ăn miếng to vào, ăn là phải ăn miếng to thì nó mới ngon. Rồi ăn miếng to mới biết thử ăn nào. Rồi ăn rồi. Ăn rồi bị nghiện. Rất ngon mọi người ạ. Ôi dồi, lang ăn mà. Rồi bà Béo thưởng thức ba nhá. Tuyệt vời luôn. Bà Béo thấy thế nào? Ok, rất là số 1. Rất là số 1. Rất là số 1 mọi người. Rất là số 1, rất là ngon luôn. Rồi cho Yêu thưởng thức lại món của mình tự làm xem nhá. Nói thật với mọi người là mình làm đấy nhưng mà mình chưa nếm thử luôn. Cho điểm 10 luôn. Cho được 9 thì cái này phải thấp nhé. Rồi, bà Béo có thể thưởng thức lại món của mình. Đấy. Món của mình thế nào đấy? Không, này không biết là mùi vị của mình tự nấu là như nào thì không được mọi người nhé. Mùi vị của mình, cái này là mùi vị thức ăn thôi. Đúng rồi. Mời mọi người nhá. Nói chung là rất là ngon mọi người nhá. 10.000 mà món nấu được những món như này là rất là ngon rồi đấy. Mà mọi người có thể nấu được 3 món thì đủ rồi. Cho cả nhà ăn nữa mọi người ạ. Rồi, Tiến thử xem nào. Rồi. Mời mọi người nhá. Cũng là bà Béo này. Quá ngon đấy. Quá ngợi như này mọi người ạ. Nói chung là nó hơi cháy mọi người nhá. Cái này nếu hơi kém cái trứng rán rau với chưa? Được. Kém một tí nè. Kém không một tí. Đấy, ngon không? Thế nào? Hơi mặn một tí mọi người. Đấy, thế anh chấm công tôm chưa? Đoán điểm dưỡng nắng chưa? Yêu thử em nào. Yêu thử một miếng để chấm điểm nhá. Cay vừa mặn. Không, này khỏi là bảo mình là chấm không thiên vị Yêu mọi người nhá. Đấy, hôm nay là mình chấm công tôm nhất rồi. Rất là thơm thật nhưng mà vừa cay vừa mặn. Cay quá mọi người. Nói chung là nó hợp vị luôn mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Còn đúng là món của Tiến nha mọi người nhé. Đây mình sẽ thử một miếng nha mọi người. Ngon quá. Ừ.
đấy nhá mọi người nhá, món của mình đây, thử luôn. Vừa đấy mình làm xong rồi nhưng mà mình cũng chưa thử được. Gia vị thì cũng đúng được đấy, nhưng mà hơi cháy chú ạ. Nhưng mà mỗi tôi mình lỡ tay cho ít mỡ quá, cũng cháy mất một tí. Rồi, giao thử nào. Mời mọi người nhá, ăn những to thế nào? Ngon đấy. Ngon nha, hợp gia vị nhưng mà hơi cháy, tiếc là hơi cháy nhá, tiếc nhá, lần sau chú ý nhá. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn mọi người ạ. Mình sẽ ăn miếng cháy cho mọi người nhá. Ai bảo phải ăn miếng cháy. Mình thì là thích ăn miếng cháy thôi. Đấy là... Mời mọi người nhá. Để bảo phải ăn nốt mọi người nhá. Rồi. Ngon nhưng mà bực tại vì nó cháy nó hơi khét khét. Rồi, đã biết là cháy hơi khét khét, còn lựa cái miếng cháy mà ăn đấy mọi người nha. Nó ảo thật đấy bà béo. Rồi, bây giờ thì bà béo yêu Tiến này, thấy mình chấm điểm như thế có hợp đúng không? Có cái gì mà thắc mắc gì không? Không, không thắc mắc gì nữa đâu. Rồi, bây giờ thì cùng đi phạt bà béo với chú Tía mọi người nha, nhảy cóc với người Nam Bồng Sơn nha mọi người nha. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu. Thôi mình thua, mình phải chấp nhận thôi mọi người ạ. Rồi đấy mọi người nha, bây giờ thì bà béo với chú Tiến sẽ phải nhảy cóc mọi người nha, mỗi người 5 vòng. Rồi, yêu thắng thì ở bên ngoài cổ vũ mọi người nha. Rồi. Đây. Bây giờ bà béo với Tiến nhá, chú ý nhá. Đây hai người sẽ phải nhảy từ chỗ này sang tận bên kia xong rồi quay lại 5 vòng nhá. Xa phết đấy mọi người. Rồi, chuẩn bị nhá. Ôi. Rồi. Rồi, nhảy thấp xuống này, thấp xuống một tí nha, Tiến ơi. Bà béo này tiếp tục đi. Ôi, cố lên nào bà béo ơi. Đấy, bà béo mới đến đây thôi mọi người nhá. Rồi, thấp xuống một tí bà béo ơi. Rồi, chú Tiến được 2 vòng mọi người nhá. Bà béo thì mới bắt đầu hai vòng thứ 2 thôi. Rồi, rồi, bà béo, đề nghị bà béo tiếp tục nhá. Rồi, nào. Chú Tiến thì mới vòng thứ 3 thôi mọi người ạ. Bà béo còn chưa được 2 vòng. Rồi. Cái gì đấy? Bà béo làm cái gì đấy mọi người? Như con cóc nhảy đó mọi người. Nào, lên nghe bà béo tiếp tục nào. Đó, chú Tiến được bóng thứ bắt đầu bóng thứ 4 này mọi người ơi. Cho bà béo nhá. Thứ 5 ra. Không phải chứ, không ăn gian nhá. Rồi tiếp tục nào. Rồi. Tiến rất là nhanh mọi người nha. Rồi, còn bà béo mọi người ạ. Thôi cho nốt bà béo một vòng nha đi nha. Ưu tiên để giảm béo mọi người ạ. Chết mất thôi làm cái chuyện này. Không biết là làm cái chuyện ổn. Thôi như còn khóc nha mọi người nha. Ôi. Cuộc thi đầu bếp ngày hôm nay thì rất là vui luôn mọi người nhé. Và mình đã tìm ra người chiến thắng đó là yêu mọi người ạ. Món rau thối rán với trứng rán rau thối với mọi người nha. Rồi mọi người nếu mà thấy hay thì mọi người nhớ cho một đợt like và chia sẻ đăng ký kênh mọi người nha. Rồi mọi người muốn mời mình ra series mà video gì thì mọi người để lại bình luận phía dưới mọi người nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Chào mọi người nhá.